Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Dân tộc và Phát triển của Truyền hình Nhân dân. Quý vị thân mến, đến với huyện vùng cao Hoàng Su Phì, bất cứ thời điểm nào trong năm, chúng ta cũng đều cảm nhận được vẻ đẹp rất riêng của đất trời, núi rừng và con người nơi đây. Đặc biệt với những bản làng người La Chí ẩn hiện trong sương mù, khi những cành đào hé nở báo hiệu mùa xuân về, cũng là lúc cuộc sống của bà con trở nên rộn rã nhất. Người ta chuẩn bị mọi thứ để đón Tết và chơi Tết. Từ các nét văn hóa tâm linh độc đáo tới những món ăn mang hương vị đặc trưng của tộc người, tất cả đều góp phần tạo nên một Hoàng Su Phì hùng vĩ, nên thơ và đa sắc màu. Nằm ở phía tây của tỉnh Hà Giang, Hoàng Su Phì được biết tới là huyện vùng cao biên giới với núi non trùng điệp và những bản làng lẩn khuất trong sương mù. Theo phiên âm tiếng Hán, Hoàng Su Phì nghĩa là vỏ cây vàng. Bởi theo truyền thuyết của đồng bào La Chí, khi đất trời còn gần nhau thì bất ngờ có một trận đại hồng thủy xảy ra. Tất cả đều bị vùi lấp, chỉ có một loại cây màu vàng sống được. Và con người đã lấy loài cây ấy làm nhà. Từ đó, người ta gọi Hoàng Su Phì là miền đất vỏ cây vàng. Còn với người La Chí, cứ ở đâu cao nhất, dốc nhất, thì ở đó có các bản làng quần cư. Họ sống thành các xóm nhỏ, bản nhỏ, cùng các ngôi nhà sàn đan xen giữa những thửa ruộng bậc thang và nương rẫy một cách thanh bình. Từ xưa tới nay, người La Chí còn có các tên gọi khác như là Thổ Đen, Mán, Xá. Nhưng tên gọi phổ biến nhất là La Chí, La Quả. Ở Hoàng Su Phì, người La Chí chủ yếu sinh sống ở bản Phùng, bản Máy với khoảng hơn 4.000 người. Cuộc sống bao đời vẫn vậy, chủ yếu gắn với ruộng nương, với những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ lưng chừng trời. Tuy nhiên, với những chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, thời gian qua cuộc sống của người La Chí đã có nhiều đổi thay. Trên cơ sở các cái chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, thì trên cơ sở đó thì là huyện cũng hàng năm cũng xây dựng cái kế hoạch để giảm nghèo cho các xã. Qua đó thì là cũng tập trung là chỉ đạo để hỗ trợ về cái phát triển sản xuất, hỗ trợ về giống, phân bón, các cái cây con, cây trồng, vật nuôi để cho cái bà con để tăng cái thu nhập. Ăn Tết trước đây và sau đến thời điểm bây giờ thì nó khác nhau hoàn toàn. Cái thứ nhất là trước kia thì người ta đến nhà người ta rất là nghèo, thậm chí chưa nói đến cái gạo nếp, cho nó gọi tẻ không có mà ăn. Đấy. Thì thậm chí mà muốn ăn thịt, một miếng thịt thì không có tiền mà mua. Nhà nào mua được, nhà nào khá khá thì được mua được ít thịt lợn để ăn. Đấy. So đến bây giờ thì sự quan tâm của cấp trên hơn chục năm nay là bà con nó thoải mái. Bây giờ nhà nào cũng có, không có tiết ăn, cũng có bánh chưng, cũng có thịt lợn, cũng có da trâu. Trong những ngày Tết đến xuân về, bản làng lại càng tưng bừng rộn rã. Những phiên chợ đông vui và cũng nhiều màu sắc hơn. Bởi ngay từ sáng sớm, người ta đã nô nức đến chợ. Đàn ông thì tìm mua những vật dụng cần thiết. Phụ nữ thì mua thêm chỉ thêu để trang trí cho bộ trang phục ngày Tết thật rực rỡ. Ngay cả các cậu bé, cô bé cũng háo hức đi chơi chợ. Dù chỉ là chợ phiên của bản làng, ai có gì bán nấy, nhưng có thể thấy không khí phơi phới vui tươi của ngày Tết đã về tới bản làng. Với những người phụ nữ La Chí, để chuẩn bị trang phục cho ngày Tết, trước đó hàng tháng trời, họ đã phải xe bông dệt vải, rồi tự may những bộ trang phục cho mọi người trong gia đình. Tất cả mọi công đoạn đều được làm thủ công một cách cầu kỳ, tỉ mỉ. Với trang phục của người phụ nữ,
thì những hoa văn thêu thùa là điểm nhấn nổi bật. Cứ rảnh rỗi là mọi người lại cùng nhau ngồi làm. Mẹ dạy cho con, chị dạy cho em. Cứ như vậy, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. Và đã là phụ nữ La Chí, không ai không biết thêu thùa, dệt vải. Cũng như nhiều đồng bào khác, để chuẩn bị đón Tết, những người đàn ông trong gia đình phải dọn dẹp ban thờ. Với gia đình ông Vàng Xeo Lở, đây cũng là thời gian vui nhất trong năm, ngoài cái Tết khu Cù Tê truyền thống. Bởi gia đình ông một lần nữa sẽ được đón bà con, bạn bè gần xa tới chơi. Tục thờ tổ tiên của người La Chí cũng rất đặc biệt. Trong mỗi ngôi nhà của người La Chí có bao nhiêu nam giới thì có bấy nhiêu bàn thờ tổ tiên. Mỗi nam giới sở hữu một bàn thờ và được lập trước khi ra ở riêng. Khi trưởng thành, lập gia đình và dựng nhà thì người nam giới đó sẽ đem theo bàn thờ của mình về nhà mới. Đặc biệt vì gắn với tín ngưỡng nông nghiệp nên bàn thờ có treo rất nhiều sừng trâu, đầu trâu. Tất cả đều mang theo mong muốn luôn khỏe mạnh, bình an và một năm mới bội thu, mùa màng tươi tốt. Người La Chí chúng tôi rất coi trọng con trâu. Nhà nào cũng nuôi vài con để cày bừa, sử dụng sức kéo. Vì vậy, con trâu mang tới may mắn, điềm lành. Sừng trâu dùng để uống rượu và chỉ dịp đặc biệt quan trọng mới dùng. Trên bàn thờ cũng có treo cả sừng trâu và đầu trâu. Ngoài ra, trong ngày đầu năm, mỗi gia đình sẽ thịt một con gà và xem chân gà. Nếu chân gà tốt, năm mới sẽ tốt. Chân gà mà xấu thì phải mổ con gà khác để cúng, xua đi điều không may. Cùng với ý nghĩa đó, nên những món ăn không thể thiếu trong ngày Tết là bánh chưng và da trâu. Để gói bánh chưng, những người phụ nữ phải lên rừng lấy về loại lá chít. Lá sau khi rửa sạch thì bắt đầu đưa vào gói. Những chiếc bánh chưng được gói có hình nhọn như chiếc sừng, vì thế con cháu gọi là bánh sừng bò. Gói đến đâu, những người phụ nữ sẽ đem luộc đến đấy. Bánh chưng sau khi chín sẽ được mang lên ban thờ trước tiên để dâng cúng tổ tiên. Người La Chí không nuôi bò nên trâu luôn là món thịt không thể thiếu trong những ngày lễ Tết. Họ quan niệm thịt trâu và sừng trâu là điểm tốt cho gia đình nên phải những ngày thật quan trọng mới được giết mổ trâu. Da trâu phơi khô thì để ăn cả năm, đặc biệt là không thể thiếu trong ngày Tết. Để làm món ăn này, trước tiên họ phải vùi da trâu vào cho than nóng cho nó phồng lên. Sau đó sẽ dùng dao cạo sạch lớp cháy, rồi cắt xé thành từng miếng nhỏ, ngâm vào nước cho mềm ra. Đây là công đoạn mà chỉ đàn ông mới làm được, vì miếng da trâu phơi khô lâu ngày rất cứng. Khi da trâu đã mềm hơn, thì người ta đun nước sôi cho da trâu vào, rồi nêm nếm gia vị cho vừa miệng là được. Nhà nào có điều kiện thì cho thêm quả trứng vào để món ăn thêm hấp dẫn. Với người La Chí, đây là món ăn truyền thống, cũng là món ăn tỏ lòng mến khách tới chơi nhà. Cùng với chén rượu nồng khiến bầu không khí trở nên ấm cúng. Cuộc sống của người La Chí là vậy, chân chất mộc mạc mà thân thiện gần gũi. Dịp Tết là thời điểm rất quan trọng để bà con, anh em xa gần, con cháu cùng nhau tụ họp, mọi người cùng nhau ăn uống và chúc nhau một năm mới may mắn. Người La Chí cũng rất mến khách, nếu có khách tới chơi nhà thì rất vui, chúng tôi sẽ làm những món ăn đặc sản của dân tộc để mời khách.
không chỉ đón Tết với những phong tục độc đáo gắn với quan niệm tâm linh, mà đây còn là ngày để cho người La Chí mở hội và đi chơi hội. Đây là những cái dịp gặp gỡ, giao lưu, rồi thăm thân giữa những người đi làm ăn xa hoặc là những gia đình họ hàng ở làng này xã kia đến thăm nhau. Ngoài ra thì các bạn nam nữ thì đây là một cái dịp tìm hiểu nhau được tốt hơn. Ngoài ra nữa thì thông qua các trò chơi hoặc là những cái hoạt động văn hóa văn nghệ ấy, thì cũng cảm thấy gắn kết hơn cái mối đoàn kết và cũng phát hiện ra được rất nhiều những cái tài năng cho huyện. Nên bà Chí Mà Phòng này cũng có kế hoạch, thứ nhất là tổ chức mùng 2, mùng 3 trò chơi dân gian các dân tộc như là ném còn, nhảy bo bú, trèo cây, quay lu, rồi là hát hò, giao duyên. Vậy còn cái khác thì cho là cha gái đi đến nhà nhau tìm hiểu nhau để yêu lương nhau. Trong những ngày này, khắp bản làng tràn ngập tiếng cười nói. Người ta tổ chức các trò chơi truyền thống như đẩy gậy, chơi đu quay. Gọi là đu quay, nhưng đây cũng là trò chơi khá mạo hiểm. Người La Chí dùng các cột đu với chiều cao khác nhau, thường là cao từ 1m4 cho đến 1m8. Người chơi dùng hai tay bám và áp phần bụng dựa vào sóng cầu đu. Chiếc đu quay theo chiều ngược kim đồng hồ, lúc lên cao, lúc lại hạ xuống thấp, nhịp nhàng. Các chàng trai, cô gái sẽ thay phiên nhau để chơi. Ngoài ý nghĩa thỏa mãn thú vui giải trí của con người, trò chơi đu quay cũng rèn luyện cho người chơi sự rắn chắc, khỏe mạnh của cánh tay, đôi bàn chân, khả năng giữ thăng bằng cơ thể khi ở trên cao. Những khả năng này rất cần thiết trong các công việc lao động hàng ngày. Đặc biệt qua trò chơi, mọi người có cơ hội được gặp gỡ, các chàng trai cô gái có thể tìm hiểu nhau, khiến cho tình cảm lứa đôi được nảy nở, đắp bồi. Cứ như vậy, cuộc sống phóng khoáng cùng những phong tục tập quán độc đáo của người La Chí đã làm nên một nét riêng cho mảnh đất Hoàng Su Phì. Một nét riêng khiến ai đến đây cũng ấn tượng và nhớ mãi. Suốt bao năm qua, người La Chí chủ yếu gắn với những mảnh ruộng bậc thang, cuộc sống vì thế mà còn nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng với những chính sách đầu tư, tập trung phát triển du lịch đã khiến bộ mặt huyện Hoàng Su Phì ngày càng thay đổi. Đặc biệt, nơi những bản làng xa xôi, lưng chừng trời của người La Chí cũng đã bắt đầu xây dựng và đi vào hoạt động du lịch cộng đồng. Đó là tín hiệu vui, cũng là cách người La Chí dần thay đổi tư duy, nhận thức trong phát triển kinh tế. Bản Phùng được biết tới là bản đẹp nhất của người La Chí. Nơi đây trùng điệp núi rừng và những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ. Với lợi thế đó nên huyện Hoàng Su Phì đã và đang giúp đỡ bà con trong phát triển du lịch cộng đồng. Đối với đồng bào dân tộc La Chí ở Bản Phùng thì năm 2015 là chưa có các khái niệm về phát triển du lịch. Tuy nhiên rằng bắt đầu từ năm 2016 ấy, thì chúng tôi đưa các hộ gia đình mà có khả năng phát triển du lịch đi học tập ở Sapa, ở Đà Bắc, ở Hòa Bình, ở Mai Châu, vân vân. Thế sau đó về thì đưa vào những cái lớp tập huấn, tức là bằng hình thức cầm tay chỉ việc. Qua đó thì đồng bào cũng đã thay đổi được cái nhận thức. Và bắt đầu từ cuối năm 2016 thì các hộ gia đình ở đó thì bắt đầu xây dựng những cái homestay để đón khách. Từ đó thì kinh tế xã hội ở cái làng bản cũng phát triển. Chính vì vậy thì nhận thức của họ cũng thay đổi, từ trẻ em rồi từ người lớn, từ người già. Từ cái thay đổi đó thì họ cũng biết giữ gìn cái vốn văn hóa truyền thống của họ, hoặc là ví dụ cụ thể như là những cái lễ Tết hoặc là thêu dệt của người ta thì người ta cũng gìn giữ và để phục vụ cho du khách. Bà
Đến bản Phùng của người La Chí những ngày này, ta có thể thấy những chỉ dẫn địa điểm dịch vụ du lịch cộng đồng ở khắp nơi. Với anh Vương Quế Phong, một trong những người tiên phong làm du lịch cộng đồng đầu tiên ở nơi đây, thì công việc này mang lại cho anh nguồn thu nhập đáng kể. Lúc đầu thì mình cũng không nghĩ là làm được homestay, nhưng mà nhờ có tỉnh có huyện giúp là hỗ trợ mua trang thiết bị để làm homestay là 60 triệu. Thì từ đấy đến bây giờ thì mình cũng làm cố gắng. Nghĩ thì nghĩ lại thì đi làm ruộng thì một năm chỉ được 5 tấn thóc thì được 25 triệu thôi. Nhưng mà ở một tháng cái mùa vàng ấy thì khách nó đông thì là một ngày một đêm thì cũng thu được khoảng 15 triệu đến 20 triệu lãi trong vòng một tháng đấy. Thì là cả năm thì em tính là cũng có 50 triệu lãi. Thì bây giờ là làm cái homestay thì nó vẫn lợi hơn là đi làm đồng với làm ruộng nhiều hơn. Nhớ lại thời gian đầu đến với du lịch cộng đồng, biết bao khó khăn và bỡ ngỡ. Nhưng với sự quyết tâm thay đổi, đến nay mọi vất vả đã qua đi. Homestay nhà anh đã đi vào hoạt động đều đều. Mỗi khi du khách đến đây đều được anh chia sẻ và giới thiệu về phong cảnh cùng những nét văn hóa độc đáo của địa phương. Đó có thể là địa điểm săn mây chụp ảnh, là những món ăn truyền thống hay ý nghĩa của những chiếc sừng trâu uống rượu. Điều này không chỉ khiến du khách thích thú mà còn là cách bà con bảo tồn bản sắc dân tộc của mình. Được một cái là du khách đến đây thì họ bảo là rất xa, rất mệt, đường rất đi khó, nhưng mà lát đến đây thì họ cảm thấy bảo là sảng khoái, không mệt nữa, bởi vì phong cảnh ở đây rất đẹp. Và cái người ở trên này cũng rất thân thiện, và du khách thì thích khám phá phong tục tập quán rồi dân tộc, rồi các món ăn, ví dụ như là ở đây là có vịt, đặc sản vịt rất ngon, với trứng vịt, với lại da trâu, với thịt chuột, với thịt gà bếp, thịt lợn gà bếp, với thịt trâu gà bếp. Đấy, đặc biệt là uống rượu bằng cái sừng trâu theo phong tục và cô cụ tê của người La Chí, là truyền từ đời này sang đời khác, là không mất được. Mùa lúa chín này thì là mình đã đến một lần rồi, còn bây giờ là đến mùa nước cạn là bà con chuyển bộ đốn được lần nữa thì mình đã đến một lần nữa quay cái bản Phùng này. Thực ra lên chỗ bản Phùng này thì là bà con trên này rất là thân thiện, với lại cái phong tục là bà con là rất là cởi mở hài hòa, với lại phong cảnh rất đẹp. Trên này là đã phát triển những cái homestay. Chúng ta lên đây có phải là lưu trú lại đây mà có phải là ngắm mây, ngắm ruộng bậc thang. Có thể nói, việc gắn phát triển du lịch cộng đồng với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc đã và đang tạo đà cho sự phát triển ổn định, hiệu quả trong lĩnh vực du lịch của Hoàng Su Phì. Thống kê từ năm 2010 đến nay, lượng khách đến với Hoàng Su Phì tăng bình quân 25% một năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương cũng như nâng cao thu nhập cho nhiều hộ gia đình. Và chính từ lối sống dựa vào thiên nhiên, bảo vệ các giá trị văn hóa cũng như môi trường của các dân tộc Hoàng Su Phì nói chung và người La Chí nói riêng đã tạo sức hấp dẫn du khách đến với mảnh đất kỳ vĩ và đa sắc màu văn hóa này. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân tộc và Phát triển ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi ý kiến đóng góp xin quý khán giả gửi về hòm thư phongvanhoa@nhân dân.org.vn hoặc qua số điện thoại 0243-266-9508. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!